Mai đẹp dễ sợ. Nụ không là nụ luôn của bác ơi. Đã thật luôn á. Bông đã chưa? Bông quá đẹp. Vườn mai đẹp à? Nụ không? Cái nhà mình ở đâu ra? Biết đâu? Hay là cái này? Vườn mai đẹp không? Đẹp dễ sợ. Vườn gì kia? Này có hai cây mà, hết cây nào? Đi kìa. Cái cây này ngắn quá. Thôi được rồi bác ơi. Cái mai này gọi cái mai gì bác? Mai nào? Mai hoa đăng. À, mai hoa đăng. Đây là mai hoa đăng. Cái này nó muốn tàn nữa nè. Bông này còn mới mới. Bên này nó chưa nở. Chứ làm sao bắt đầu nở? Sao nó ít cái nắng hơn? Nó nở trễ. Hôm qua mới được. Ở đây lại không dùng mai mai ấy mấy à? Hả? Đây bác ít dùng mai vàng à? Có. Đây này, đây con cây này. Nhiều lắm. Nó không có đẹp. Đang cây nữa hả? Cây bự nữa nè. Ô, cây này mười mấy cánh chứ nhỏ đâu trời. Cây này mười mấy cánh luôn á. Được có bông một à? Nụ không? Mai sáu cánh. 2 4 6 2 4 6 7 cánh. Ôi, về là Tết cũng đẹp rồi. Tết về là cực đẹp rồi. Cái trong nhà mới đẹp. Cái trong nhà nhưng mà lúc thì rồi cái năm rồi á tưới cái keo nó thì nó nở sớm quá. Còn bây giờ mình quay cái này chỉ tội cho mấy bà bầu. mấy bà bầu nhìn này ngán là sợ lắm này. Thôi cứ mời hoài ngại quá à. Mày bác được cây tắc này ngon quá ha. Rồi cháu về giờ cô. Mày bác được cây tắc này ngon quá ha.
Rồi rồi cháu về giờ con.